Rồi, dạ vâng, xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh. Thì hôm nay em tiếp tục lên video tiếp theo chuyên về giao bếp. Dạ rồi, thì đầu tiên em xin nói sơ qua về hai hình thức giao dịch. Cái thứ nhất là chuyển khoản, thứ hai là ship code. Dạ giá, tất cả đây là chưa bao gồm phí ship nha. Dạ rồi, trong quá trình xem video em vui lòng bấm đăng ký kênh giúp em nha. Đăng ký kênh để xem được những cái video mới nhất của em. Dạ, thì bên ngoài trời đang mưa cho nên nó hơi ồn một tí xíu nha anh em. Dạ, trời hơi ồn tí xíu. Miền Trung thì cũng đang chịu rất là nhiều tổn thất, rất là nặng nề bởi do mưa bão. Rồi, thì đầu tiên em ghi số mã số 1 nha. Em lên chắc tầm 50 mã dao nha. 50 mã dao. Đây là một cây 3 lớp lõi thép gôn nha. Lõi tức là lõi không rỉ ha. Lõi gôn không rỉ. Thép 3 lớp. Cây Santoku. Cái chữ nó bị mờ đấy, chữ nó bị bay này. Thép 3 lớp, cán gỗ. Chiều dài lưỡi là 16.7, bản 4.5 và dày là 2 ly nha. Thép 3 lớp. Rất là ngọt nha. Rồi. Mã số 51-1, 350. Tiếp theo là mã số 51-2. Là một cây Santoku. Một cây Santoku. Thép không rỉ, cán gỗ. Chiều dài lưỡi là 16.5, bản 4.4 và dày là 2 ly. Con này mấy dòng này thép nó cũng rất là bén nha anh nha. Cán gỗ. Mấy con này xài thì nó sạch sẽ ha. Anh em nhìn thấy nó bén lắm ha. Rồi. Cái này em bán giá 180.000, 51-2. Tiếp theo là 51-3, là một con Kyoto. Hãng thì em không rành ha. Con này thì thép có thép carbon. Cán thì cán đúc liền khối ha, cán khâu đúc liền khối, cán gỗ nha. Trên đây thì nó hơi ố ố vàng xíu ha. Rồi chiều dài lưỡi là 18.5, bản 4 và dày là 1,8 ly nha. Dày là 1,8 ly. Rồi cái này em bán giá là 460.000, 51-3. Mấy cái dòng thép này thì rất là bén nha. Nó giữ bén rất là lâu. Rồi, 51-3, 460. 51-4 là một cây Santoku 3 lớp. 3 lớp gôn luôn nha. 3 lớp lõi không rỉ luôn. Cán gỗ. Chiều dài lưỡi là 16.5, bản 4.3 và dày là 1,6 ly nha. Dày 1,6 ly. Bén ha. Cây này em bán giá 320. Tiếp theo em lên là một mã cai. Chiều dài Santoku, chiều dài lưỡi là 16.7, bản 4.7 và dày là 2 ly. Con này thì cán nhựa nhưng mà bị tét ở đây. Đấy, thì cái này thì anh em về đi keo epoxy vô ha, lắp nó vô chỗ này một cái cũng được ha. Tại không lắp thì cũng không sao, để xài luôn cũng được, nhưng mà nhiều khi nó bám bẩn như đây thôi. Đấy, nhưng mà thép này không rỉ, của Kai nha, Made in Japan. Anh em nhìn này, cái cây này nó rất là mới ha. Anh em nhìn những cái đường hamon ở trên đây này. Đấy, cái đường hamon ha. Hamon tách lớp lưỡi dao với lại cái trên đây. Lớp này thực ra nó có thêm mấy chức năng gọi là chống dính á. Anh em thái thịt này rồi nó không dính ha. Cây bên mặt bên đây thì chữ nó bị bay rồi. Em vệ sinh chữ nó bị bay ha. Ở bên đây cũng bị tét nhẹ cái. Cây này nếu mà giá mới của nó chắc cây này em bán giá 300 nha. 300. Lõi không rỉ luôn nha anh em. Xài bảo quản rất là dễ ha. Cán khâu inox. Rồi. Rồi, cái này em bán giá 300.000 nha. 51-5.
Tiếp xe theo là 51-6 là một con Santuco. Chiều dài lưỡi là 16.6 bản 4.6 và dày là 1,5 ly. Cán đúc liền khối ha, cán đúc liền. Khâu thì khâu cán nhựa nhưng mà khâu là con này không biết cán gỗ à, cán nhựa ha, cán nhựa làm giống như kiểu dao của đất vậy đó. Khâu thì khâu inox đúc liền. Con này thì cái lưỡi của nó hơi cong nhẹ trên đây xíu ha. Nó cong nhẹ trên đây xíu này. Nên thành thử ra mài nhiều khi nên cái góc nó khó đều được. Còn lại cây này cũng khá là ok ha. Cây này thì có chữ nhưng mà vệ sinh nó bị bay này ha. Có chữ vệ sinh nó bị bay à. Cây này cầm khá đầm tay ha, tại cái cán này khá nặng này. Rồi. Cây này em bán giá 300.000 nha, 51.6. Là một con Santuco cán gỗ thép, là thép một lớp của làng dao Seki. Trên đây thì nó trong đây nó hơi rỗ rỗ xíu ha, gần cán này. Đấy, cây này mấy cây này thép của nó thì nó giống như cái dạng thép Thụy Điển ha, nhìn cái màu nó bạc bạc á, ngả như cái ánh bạc á. Rồi cán gỗ chia dài lưỡi là 16.5 bản 4.5 và dày là 1,5 ly nha, dày 1,5 ly của làng dao Seki. Cái này em bán giá là 200.000 nha. Tiếp theo là 51-8 là một con của Thúc ha, Make in Japan ha. Thép là thép 2 carbon không rỉ, cán nhựa nha. Rồi, chiều dài lưỡi là 16.5 bản 4.7 và dày là 1,5 ly. Con này nhìn tương đối mới ha, Made in Japan. Con này chắc để mài lại scan nữa ha, nó chưa có bén ngót lắm. Rồi, 51-8 200, nhìn tương đối mới ha. 51-9 là một con Santuco của Kai. Chiều dài lưỡi là 16.5, 16.8 bản 4.6 và dày là 2 ly nha. Cán khâu inox, cán gỗ. Con này em bán giá là 320 nha. Sửa giá 320. 51.9. Rồi. Mặt chữ mặt này thì vệ sinh nó bị bay này ha. Ở trên đây thì nó hơi dày xíu nhưng mà nó vẫn còn bóng nha. Nó vẫn còn bóng rồi, nó hơi chày, nhìn nó vô nó hơi chày xíu. Rồi, 51-9, 320. 51-10 là một con Santuco cũng của Kai luôn ha. Cán nhựa 3 lớp. Đấy, 3 lớp không rỉ ha. Rồi, chiều dài lưỡi là 16.5 bản 4.7 và dày là 2 ly nha. Dày là 2 ly. Con này nhìn tương đối mới này. Rồi, cái này em bán giá là 270.000 nha. 270.000 chữ thì nó cũng bay mít mớ rồi ha. Tiếp theo 51-11 là một con Santuco. Chiều dài lưỡi là 18 bản 4.3 và dày là 1,5 ly nhá. Khâu thì khâu inox nhưng mà không có đúc liền ha, cán nhựa. 3 chốt. Chữ cũng bị bay mất mớ này ha. Bén ha.
Rồi 51 gạch 11 200. 51 gạch 12. Bán 200 luôn, cây y chang luôn ha. Nhưng mà cây này thì chữ nó bay luôn rồi. Đó, chiều dài lưỡi là 16.5 bản 4.7 dày 1,5 ly. 51 gạch 12 bán giá 200.000 luôn nha. Đấy, y chang như cây vừa nãy thôi. Rồi, 51 gạch 12 200. 51 gạch 13. Bán 200. Con này thì do là nó, con này không biết có phải chữ này là chữ giấy xanh không nha. À, con này không biết có phải là chữ này chữ giấy xanh không. À, nhưng mà con này người ta xài đến mức độ mà nó mòn như thế này luôn này nha. Thực ra nó còn tới 2/8, nhưng mà để anh em xài hết được 2/8 này cũng khá là lâu rồi nha. Chia lưỡi là 16 bản 2.8 và dày là 3 ly nha. Con này rất là dày. À, cán gỗ ha. Có lẽ là chữ này chữ thép giấy xanh đây nha. Của làng dao Sakai ha. 3 lớp ốp khung rỉ nõi giấy xanh nha. Rồi con này em bán giá 250 nha, 51 gạch 13. 51 gạch 14 là một con Santoku, chữ rất là đẹp ha. Lõi lõi carbon ha. Chiều dài lưỡi là 16 bản 4.8 và dày là 1,5 ly nha. Dày 1,5 ly. Thép 3 lớp. Cây này em bán giá là 330.000, cán gỗ nha. Gỗ hồng. Rồi bén ha. 51 gạch 14 330. 51 gạch 15 là một cây cây của cai ha. Của cai. Cán nhựa 3 lớp, chiều dài lưỡi là 18 bản 4 và dày là 2 ly. Năm mốt gạch 15 200. 51 gạch 16 là một cái Santoku vân búa ha. Chiều dài lưỡi là 17.5 bản 4.5 và dày là 2 ly, thép 3 lớp. Lõi carbon ha. Đấy, vân búa rất là đẹp ha. Đây, cái đường hamon tách lớp lớp bên này này anh em nhìn nè. Đấy, thấy không? Thấy rõ không? Rồi. Rồi. Năm mốt gạch 16 350. 51 gạch 17 là một cây cai thép MV, chiều dài lưỡi là 16.5 bản 4.7 và dày là 1,5 ly. Con này thì nó dùng cái cán bằng nhựa, nhưng mà cái nhựa của nó giống như là nó chống, cái nhựa của nó đặc biệt hơn những cái nhựa bình thường cây dao khác ha. Cây Santoku ở trong đây nhìn nó hơi rỉ trong đây tí xíu ha, nó hơi rỗ xíu. Cây này thì cái phong dao nó còn nguyên ha. À, chiều dài lưỡi là 16.5 bản 4.7 và dày là 1,5 ly. Con này em bán giá 200.000 luôn, 51 gạch 17. 51 gạch 18 là một cây Sunwrap Made in Japan ha. Đấy, anh em nhìn này. Những cái thớ dao ở trên đây nó còn nguyên ha. Đấy. Của hãng Listech gì này. Hai carbon ha, thép hai carbon Sunwrap. Cây này còn nhìn còn tương đối mới ha. Cán nhựa. Thép không rỉ. Rồi, 51 gạch 18 200. 51 gạch 19 là một cây Santoku của Đức. Cán gỗ ha. Nhìn cũng tương đối mới nè. Chiều dài lưỡi là 17.5 bản 4.8 và dày là bản 4.8 và nó dày là 2 ly nha. Cây của Đức ha. Cây này nhìn rất là mới ha. Cây này em bán giá là 200.000, 51 gạch 19 nha.
51 gạch 19 200. 51 gạch 20. Là một con Nakiri của Saki. Thép 3 lớp, cán gỗ hai chốt. Lõi lõi carbon nha. Lõi carbon. Thì anh em lưu ý là lõi carbon khi mình xài là cái đường lớp ở trên đây, cái đường lớp và lưỡi của nó là nó hay bị rỉ ha. Còn ở trên đây là nó kháng rỉ rồi. Đấy. Cái này chiều dài lưỡi của nó là 16 bản 4.3 và dài là 2,5 ly. Con này em bán giá là 250 nha, 250.000. Nha. Rồi, 51 gạch 20 250. 51 gạch 21 là một cây của Kai. Ha, Kai cán nhựa. Nhìn rất là mới ha. Đấy, anh em nhìn những cái thớ dao ok ha. Kai thì thép rất là tốt rồi. Ở cán nhựa. Chiều dài lưỡi là 16.8 bản 4.7 và dày là 1 ly nha. Sống dao dày 1 ly, còn em bán giá 200.000. Thép không rỉ nha. Tiếp theo là 51 gạch 22 là một con Santoku của Đức nha. Chiều dài lưỡi là 17.5 bản 4.9 và dài là 2 ly. Con này thì là cán của nó là bằng nhựa nha. Cán của nó là bằng nhựa nhưng mà rất là nặng, cầm rất là nặng tay. Con này của Đức, của GAH Keo gì này em. Rồi. 51 gạch 22 200. 51 gạch 23 là một cây Santoku mini ha. Cây Santoku. Chiều dài lưỡi là 13.8 bản 3.8 và dài là 2 ly nha. Cây này thì em đã xử lý kháng rỉ ở bề mặt lưỡi cho nên nhìn anh em nhìn cái lưỡi nó màu đen đen ha. Đã, cây này thì anh em nhìn cái độ mới của nó tương đối mới ha, tại vì cái lớp thép ở trên đây anh em nhìn cái thớ của nó này thì còn nguyên ha. Rồi, cây này thì cán gỗ. Rồi, 51 gạch 23 bán giá 280 nha. 51 gạch 23 lõi carbon nha. Rất là gọn. Tiếp theo là 51 gạch 24. Là một con Santoku. Lõi của nó là lõi lõi không rỉ mà thép gôn nha. DB 3 lớp này, gôn này. Không rỉ. Rồi, chiều dài lưỡi là một chiều dài lưỡi là 17 ha, bản 4.7 và dày là 1,5 ly, trên đây dính ít sơn nha. Dính ít sơn đó. Cán gỗ nha. Cán gỗ. Rồi cái này em bán giá là 330.000, cái bản nó còn lớn nha. Cái này bản tương đối lớn. Rồi, 51 gạch 24 330. 51 gạch 25. 25 là một con Santoku của Kai nha. Cán này cán cao su. Cán cao su ha. Đấy, Kai. Cái gì thường thường ở Make in Japan nhưng mà cái này là design by Kai luôn. Cái thông tin ở trên đây nó khác so với những cái cây Kai kia ha. C15 Kai. Cái này thì các bạn nó còn tương đối đầy đủ. Chiều dài lưỡi là 16.8 bản 4.7 và dày là 1 ly nha. Dày là 1 ly. 51 gạch 25 em bán giá 150 nha. Bén ha. Tiếp theo 51 gạch 26. 51 gạch 26 là một con Santoku. Chiều dài lưỡi là 16.8 bản 4.5 và dày là 3 ly nha. Dày là 3 ly. Lõi của nó là lõi nó không ghi lõi mà lõi này là lõi carbon ha. Cây này thì ở trên đây nó bị tét ha. Cái gần khúc ở trên cán này nó bị tét cái xíu ha. Đây. Này thì anh em về chịu khó đi epoxy vô ha, lớp epoxy vô chỗ đó. Còn ở bản ở trên đây thì cái lớp ở trên đây được cái lưỡi của nó là bản nó còn đủ ha. Anh em nhìn thấy cái đường hamon của nó này. Đó, đường tách lớp này, tới đây còn đầy đủ ha. Đó, cái lưỡi dao nó còn đầy đủ bản của nó.
chiều dài lưỡi 16.8 bản 4.5 dài 3 ly nha, cái này khá dày. Đấy. Rồi, cái này em bán giá là 300.000, 51-26. Bén ha. Tiếp theo 51-27 là một con Santoku thép một lớp nhưng mà rất là dày hang của Đức, nhưng mà mất chữ rồi. Khâu inox liền khối luôn ha. Đấy. Chiều dài lưỡi là 18, bản 4.5 và dài là 3 ly nha. Đấy, con này khá là dày, sống lưng của nó 3 ly ha. Thép không rỉ. Xài dễ bảo quản ha. Năm mốt cái 27 mình bán 300. Năm mốt cái 28 là một con Santoku. Santoku ha. Cán gỗ. Thép MV không rỉ. Nha. Chiều dài lưỡi là 17 bản 4.7 này, dày 1.5 ly. Con này em bán giá là 200.000. Tiếp theo là 51 cái 29 nha. 29 là một con Santoku 3 lớp cán gỗ. Con này thì là lõi carbon nhưng mà em đã xử lý kháng rỉ rồi ha. Cho nên lưỡi nó ra đen đen này nè. Lưỡi đen để nó kháng rỉ, nó có lớp kháng oxy hóa ha. Đấy, còn là thép 3 lớp DP. Chữ khắc thủ công rất là đẹp ha. Cán gỗ. Chia giá lưỡi là 17.7 bản 4 và dày là 2 ly nha. Con này là Ichimonji nha. Đấy, con này là hãng Ichimonji. 300k nha, 51-29. Nhiều khi bán giao nhật mà nói ra cái tên giao nhật được á, là anh em có vẻ anh nghe cũng thích hơn đúng không? Nhưng mà thực ngộ cái là giao nhật nó quá nhiều hãng nên thử ra không thuộc hết nổi. Rồi tiếp theo là gạch mã. Tiếp theo là 230 nha. Em lên mã 30 là con Santoku. Thép không rỉ MB. Đấy. Chữ như thế này. Chiều dài lưỡi của nó là 16.4 bản 4 và dày 1.5 ly. Dày 1.5 ly. Thép MV, thép này không rỉ luôn nha anh em. Thép 2 carbon. Con này là dạng bình dân dễ xài trong gia đình ha. Cái này chốt của nó là bằng chốt bằng kim loại luôn nha. Đó. Rồi 51 gạch 30 250. 51 gạch 31. 51 gạch 31 là một cây Santoku của Đức. Chiều dài lưỡi là 17.5, bản 4.8 và dày là 2 ly. Của Đức ha. Có chữ nhưng mà bị mờ. Cán gỗ. Khá dày ha. Rồi thép không rỉ luôn ha. Chưa cây này em bán giá 200k luôn. 51-31. 51-32 là một cây Santoku của Kai. Kai ha. Đó, Kai. Cây này thì các bạn nó còn đủ ha. Tại vì thường hết cái đường Hamon này xuống dưới nó tầm khoảng 3 ly á, là dao nó còn mới ha. Rồi. Chiều dài lưỡi là 16.8 bản 4.7 dày 1.5 ly. Cái này lõi cái này nó hơi bị dơ dơ phần nó hơi dơ dơ xíu ở đây ha. Xài là từ lỗ bay thôi. Cái này lõi không rỉ, thép 3 lớp luôn nha nha. Cán nhựa, cán của nó bằng nhựa, khâu và khâu inox ha. Rồi. Rồi 51-32 208. 51-33. 51-33 là một cây Santoku ha. Santoku. Đấy, chữ này. Lõi là lõi gold không rỉ nha, thép không rỉ. 3 lớp. Lõi không rỉ. Chiều dài lưỡi là 16.5 bản 4.5 và dày là 1.5 ly nha. Đấy, dày 1.5 ly. Cán gỗ. Rồi, này em bán giá 51-33, 330 nha. Tiếp theo 51-34 là một con dao của Đức. Santoku
chiều dài lưỡi là 17.5, bản 4.2 và dài là 2,5 ly, nhìn nó tương đối mới ha. Đấy. Có logo này. Cán gỗ cầm rất đầm tay. Rồi con này em bán giá là 200.000. Con này sao? Rồi. 51 gạch 34 200. 51 gạch 35 là con Sentoku của Kai. Cán nhựa. Làm ở Nhật, Make in Japan ha. Đấy, cán nhựa. Chiều dài lưỡi là 16.7, bản 4.8 và dài là 1,5 ly. Rồi cái này em bán giá 200.000 nha. 51 gạch 35. Tiếp theo là 51 gạch 36, cũng là một kênh Sentoku của Kai y chang cái kia thôi. Cái này em bán giá là 200.000. 200. Ủa. À. Kim loại gold inox các chữ còn đầy đủ. Cây này em bán giá 250, chiều dài lưỡi là 16.8, bản 4.4.7 và dài là 1,5 ly nha. Con này gold inox. Các em có thể search cái mã của nó ra ha, 24F4 này. 24F4 là mã sản phẩm của nó ha, để ra giá thành của cây dao này. Rồi, đó, cái này em bán giá 250 nha, 51 gạch 36. Thép không rỉ. 51 gạch 37 là một cây Sentoku của Masamoto. Mã số là MS500, chiều dài lưỡi là 16.7 bản 4.8 và dài là 2 ly nha. Đấy, anh em nhìn những thới dao mới còn nguyên ha. Cây này thì cán gỗ, gỗ rất là đẹp ha, gỗ màu xám này. Rồi, cái này mình bán giá là 250 nha. 250. Tiếp theo là 51 gạch 38 là một cây đề 3. Đề 3, chiều dài lưỡi là 15.3, bản 4.7 và dài là 8 ly nha. Dài 8 ly. Cây này nhìn còn tương đối mới ha. Rồi, cây này em bán giá là 420.000. Bé nè. Khâu nhựa nha. Rồi. 51 gạch 38 420. 51 gạch 39 là một cây đề 3. Cán khâu của nó bằng inox nhưng mà inox nó hơi tuôn nó xíu là ra đây này ha. Rồi, cây này em bán giá là 370, chiều dài lưỡi là 14.8, bản 4.8 và dài là 9 ly nha. Dài là 9 ly. Đề ba này thì anh em làm cá là trùng ha, nhưng mà có thể chặt nhẹ được thôi, đừng có chặt chặt xương chặt đồ thì là thua. Đấy, chữ mặt sau ha, chữ nó khác mặt sau. Đây là vùng thép cứng, đây là thép mềm. Cây là cán gỗ. Bén ha. Rồi 51 gạch 39 307. 51 gạch 40. Hình bán 308, chiều dài lưỡi là 15, bản 4.8 và dài là 8 ly nha. Dài 8 ly. Khâu là khâu nhựa nha, cán gỗ. Rồi, 51 gạch 40 308. 51 gạch 41. Là một cây đề 3 khâu sừng nha. Khâu sừng của Seki ha, của làng da Seki. Cây này thì lúc đó mới mình về là cái độ mới của nó còn rất là mới luôn ha. Tem nhãn trên đây nó còn nguyên. Rồi, chiều dài lưỡi là 15.2, bản 4.8 và dài là 7 ly. Cây này bán giá 650 nha. Khâu sừng, sừng còn mới này.
51 gạch 41 650. 51 gạch 42. 51 gạch 42 là một con keo cắt bánh mì thép không rỉ. Nhìn rất là mới ha. Chiều dài lưỡi là 19.5 bản 2.4 và dài là 2 ly nha. Đây là 2 ly thép carbon, thép inox nguyên khối. Đấy, anh em nhìn rất là dẻo. Rồi, cái này bán giá 150.000. 51 gạch 42 nha. Tiếp theo là 51 gạch 43. 43 là một con dao Sentoku. Chiều dài lưỡi là 16.8 bản 4.1 và dài là 2 ly nha. Dài là 2 ly, con này của Đức. Đấy, của Đức ha. Thép đúc liền khối. Con này giá có 200.000 thôi. Thép không rỉ. 51 gạch 43 200.000. 51 gạch 44. Dao này nhìn khá độc. Thép không rỉ luôn. Đấy. Chiều dài lưỡi là 20 bản 3 và dài 1,5 ly nha. Con này mình bán giá là 150.000. Của cái hãng gì mà AMC này. Rostray gì này, cán gỗ ha, có đồ móc luôn này. Con này giá 150.000 mình thấy cũng quá rẻ ha. Năm mốt gạch 44 150. 51 gạch 45 là một con sashimi khâu sừng nhưng mà nó bị sửa lại thành một cái con kiểu này ha. Đấy, thép của cây này rất là tốt ha, khâu sừng này. Cái này bán giá 460 nha. Chiều dài lưỡi là 16.5 bản 3.1 và dài là 3 ly nha. Con này để thái thôi. Nó bén ha. Rồi, cái này bán giá 450 nha. 460 nha. 450. 51 gạch 45 nha anh em. Đấy. Con này để làm lơn ha. Còn anh em muốn xài gì khác được. Chữ của nó khắc nhưng mà nó bị mờ ha. Đấy. Khâu sừng. Rồi 51 gạch 45 450. 51 gạch 46 là một con Petty thép đúc liền khối. Thép không rỉ ha. Chiều dài lưỡi là 13 bản 2.7 và dài là 3 ly, dài 2 ly nha, dài 2 ly. Thép đúc liền khối ha. Đây, con này bán giá 150.000, 51 gạch 46. 51 gạch 47 là một con cắt bánh mì. Chiều dài lưỡi là 20, bản 2.5 và dày là 1 nha. Con này bán giá 50.000. Thép không rỉ ha. Cán nhựa. Tiếp theo là 51 gạch 48. Là một con Santuk Nakiri. Nakiri ha. Con này thì mình đi KAB vô đây rồi. Đó. Chữ đây. Chiều dài lưỡi là 14.7, bản 4.7 và dày là 6 ly nha. Con này thì cái vùng ở đây rất là dày luôn nha anh em. Con này có cái khâu này, này. Con này là trong đây dày tới 4.7 mà ra mỏng ra tới đây ha. Đấy, con này nhìn nó cũng hơi đặc biệt, hạt hơi đặc chân. Con này bán giá là 250 nha. Lưỡi là 14.7, bản 4.7 và dày là 6 ly. Rất là bén ha, giữ bén rất là lâu. Rồi, 51 gạch 48, 250. 51 gạch 49 là một con Hirotomo, Hiromoto ha. Đấy, nhìn nó hơi rỗ xíu, Petty. Đó, nhưng mà cái dòng của nó là LHS này, nghe đâu là thép mà là LHS thì như là cái phiên bản của nó, cái thép nó rất là đặc biệt ha. Cán gỗ. Chốt inox. Khâu inox ha. Chiều dài lưỡi là 12.3 bản 2.8 và dài là 2 ly, con này bán giá 180 nha.
Rồi, 51 gạch 49 180. 51 gạch 50. Chiều dài lưỡi là 14.3 bản 2.5 và dài là 1.5 ly. Con này thép carbon ha. Sakai. Cán gỗ. Khâu đúc liền. Rồi, 180.000 51 gạch 50. 51 gạch 51 gạch 51 là một con Santoku ha. Đấy, Santoku. Thép carbon ha. Khâu khâu nhựa cán gỗ nha. Chiều dài lưỡi là 15 bản 4.2 và dài là 3 ly nha. Dài là 3 ly. Hàng thủ công ha. Năm mốt gạch 51 300 250 nha, 250k thôi. Rồi tiếp theo là 51 gạch 52 là một con Nakiri, chiều dài lưỡi là 16.5 bản 5 và dài là 1.5 ly. Con này anh em nhìn cái tem trên đây vẫn còn này ha. Giá 250 ha, 51 gạch 52. Tiếp theo 51 gạch 53. Là một con không biết có phải thép xanh không ha. Có phải thép xanh không? Cán gỗ không nhựa, chiều dài lưỡi là 15.7 bản 5 và dày là 3 ly nha. Dày trong đây là 3 ly mỏng dần ra. Đấy. Có chữ LM này. Này nhìn nhìn giống như thép xanh mà không biết có phải không. Rồi cán nhựa ha, khâu gỗ. Đấy, chiều dài lưỡi là 15.7 bản 5 và dài là 3 ly nha. Đấy em lặp lại cho anh em dễ hiểu. 51 gạch 53, 53.5. 51 gạch 54. Rồi là một con Nakiri thủ công ha, lỗ thủ công, cán nhựa, cán gỗ không nhựa nha. Cán gỗ không nhựa, đây chữ mặt sau đây. Con này bán giá 300 nha. Chiều dài lưỡi 16 bản 4.7 và dài là 5 ly nha. Dài trong đây là 5 ly này, mỏng dần ra. Rồi, đã mài bén ha. Rồi, con này em bán giá là 300.000, 51 gạch 54. Tiếp theo 51 gạch 55. Là một con Nakiri, chiều dài lưỡi là 16.5. Bản 5.2 và dài là 1.5 ly nha. Dài là 1.5 ly, cán gỗ không nhựa nha. Cán gỗ không nhựa. Chữ ha. Rồi, bé nè. Rồi 51 gạch 55 208. Rồi hôm nay clip này em nên tổng cộng 55 mã giao nha. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của em. Và anh em nào mà xem là đầu tư vui lòng đăng ký kênh giúp em nha. Đăng ký kênh giùm em, ủng hộ em cũng giống như là để xem được những cái video tiếp theo của em. Rồi xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại các anh em trong clip tiếp theo.